nhỏ của Dũng ấy. Cầu anh vượt cổ Dũng. Ok anh, ok anh. Dạ vâng, dạ vâng. À, mới đổ bê tông móng rồi mà đã xây đâu. Đã xây à, nếu như vậy thì anh mình nhưng mà có cách nhà mình có xa không anh? Anh à, cho nhá. Em vào tất Khánh. Dạ vâng. Anh Duy lại không có nhà, đang sinh sống và làm việc bên Úc. Chân gỗ miền Bắc nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999. Hello, em Khánh Trần gỗ miền Bắc mới chào tất cả các bác anh chị em ở clip ngày hôm nay. Thì vừa nãy là em đi nhận công trình cho một anh trai có tại Lạng Sơn. Đấy thì ngày hôm nay em mời tất cả anh chị em sẽ đi với em Khánh đi về Kim Thành Hải Dương để gặp gỡ một anh trai tên là Duyên. Thì là anh trai này thì lại là một anh là anh trai cũng như là người nhà của anh tên là Duy. Anh Duy đang sinh sống và làm việc bên Úc qua nhá. Biết em Khánh qua mạng xã hội và rất là tín nhiệm và yêu thương em Khánh và bảo em về khảo sát và ký hợp đồng. Thì ok, ở clip ngày hôm nay xem không gian nó to hay nhỏ, anh Duy định làm chất liệu gỗ gì thì là mời tất cả anh chị em cùng đón xem clip. Và đang xem video của em đừng quên để lại cho em xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ video nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe. Và có nhu cầu về làm trần gỗ tự nhiên liên hệ trực tiếp qua hotline của em Khánh Trần Gỗ Miền Bắc là 0395031999. Website là trangoc.vn. Cảm ơn anh chị rất nhiều, cảm ơn rất nhiều. Và cùng đón xem clip ngày hôm nay, xin mời. Các bạn chị em thân mến, là như vậy thì còn khoảng tầm độ 5 đến 6 km nữa thôi là em Khánh đã tới với nhà anh trai tên là Duyên có tại Kim Thành Hải Dương các bạn ạ. Ok, cùng đón xem clip ngày hôm nay tiếp. Lai Khê, Cộng Hòa, Kim Thành, Hải Dương. Đến Kim Thành rồi các bác nha. Anh à. Alo. Dạ vâng, em đã bảo là em tới chỗ cây xăng Lai Khê rồi anh nhá. Khoảng tầm chục cây nữa em tới nhá. À, tới cho mình đấy. Khoảng tầm độ 7-8 cây nữa. Thế chú đi đến đến cầu vượt cầu Dũng rồi thì chú đỗ lại nhá. Anh thì đó phải về nhà anh đang làm ở chỗ đấy. À, tại vì nhưng mà nhà mình là đã lên móng gì chưa anh? Mới đổ bê tông móng rồi mà đã xây đâu, đã xây móng. Nếu như đâu. Vậy thì anh mình nhưng mà có cách nhà mình có xa không anh? Cách nhà mình khoảng khoảng 4 cây đó. 4 cây nữa. Vậy anh đi chỗ cầu gì anh nhỉ? Cầu vượt cổ Dũng, đến đèn xanh đèn đỏ cổ Dũng đấy. Cầu anh vượt cổ Dũng. Ok anh, ok anh. Dạ vâng. Để anh gửi vị trí cho nhá. Ok anh, dạ vâng. Xong rồi về đến đây thì là gọi cho anh không, thì nếu cần thiết thì về thì đằng nào chú qua quanh lên ở Dương không? Là như nào anh? Em xong đấy, em đi chơi nhận chú anh, em lại nhận chú Thái Bình mà. Em vừa từ Lạng Sơn về đấy. À, thế xong rồi đi xuống Hải Phòng đi Thái Bình à? Đúng rồi, em đi Vĩnh Bảo xong rồi em chạy qua Thái Bình đấy. Dạ vâng. Em đi con xe biển 98 màu đen Camry nhá. À, các bạn chị thân mến, là như vậy là anh Duyên anh đã đón bọn em ở chỗ cầu kia rồi. Đó. Anh chị em cùng đón chào anh Duyên nhá. À, như vậy bọn em đã tới với chỗ nhà anh Duyên thì là cách nhà khoảng tầm mấy cây, nhưng mà tuy nhiên là anh Duyên đang có việc ở ngay chỗ đường cao tốc này thì là em gặp bên ngoài này luôn. Anh à, chào anh nhá. Em vào tất Khánh. Dạ vâng. Ủa, đang làm gì ở đây ạ? À, dạ vâng. Là anh Duy là em trai của anh à? À, dạ vâng. Anh chưa bên xây dựng à? Dạ vâng. Bây giờ xuống chỗ nhà nữa còn khoảng 3 cây nữa. À, thì cũng gần nhưng không xa lắm anh nhỉ. Chào chị. Anh Duy bảo là về thì cứ làm việc với anh. Đó. Còn về cách đo thì là hôm qua em gửi trên clip anh xem chưa nhỉ? Xem rồi. Dạ vâng, đo như vậy là đo gấp thước theo đường trung trực của chiều dài và chiều rộng. Đó là cái quy chuẩn đo. Còn là đo như vậy thì mới có giá như vậy.
mà chân tường đục khi nào mà anh lên được cái khuôn các kiểu, em sẽ xuống một lần nữa, em sẽ đo cụ thể với chân tường bởi vì nó liên quan đến huỳnh đục. Nhưng mà vấn đề là để em hoặc là anh thống nhất với anh Duy xem là chân tường đục hay là chân tường trơn. Em xin phép em chụp lại cái bản vẽ chỗ này cho nó ok. Đấy, tới đây sau đó quay đúng chỗ. Dạ vâng. Dạ vâng. Để. Dạ xong. Anh gửi anh. Đấy, còn đây em xin phép anh nhá. Em qua bên Thái Bình, anh mình làm kiểu ảnh đi. Bác Long chụp hộ kiểu ảnh. Đấy, anh mới bắt tay làm kiểu ảnh nhá. Ôi, cảm ơn anh nhiều. Dạ vâng, em xin phép. Dạ vâng. Thì có gì anh mình lại tiếp tục trao đổi qua Zalo về cái tiến độ của giúp em. Đó, ok anh. Ok anh. Ok, các bạn chị em thân mến, là như vậy em Khánh vừa chốt cho anh Duy. Anh Duy lại không có nhà, đang sinh sống và làm việc bên Úc. Thì là em Khánh có làm việc với anh trai tên là Duyên, là người anh trai của anh Duy luôn. Thống nhất về mẫu mã, thống nhất về quy chuẩn đo, thống nhất về mọi thứ để làm hợp đồng. Một lần nữa cảm ơn anh Duy, anh Duyên rất là nhiều. Và chúc tất cả mọi người xem clip thật là vui vẻ. Và cũng như là có nhu cầu về làm trần gỗ tự nhiên, đây là trực tiếp qua hotline của em Khánh, Trần Gỗ Miền Bắc nhá, 0395031999. Và bây giờ em Khánh sẽ qua bên chỗ Thái Thụy Thái Bình để chốt cho anh Triệu trần gỗ. Ok, chào tất cả mọi người. Trần Gỗ Miền Bắc, nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999.